các bạn, mình là Đà áp Zoom. Mình đang có trên tay một chiếc Samsung Note 9 bản Hàn, mã là N960N. Thì cái máy này mới mang bên Hàn Quốc về và hiện nay nó chỉ có một sim. Thì bây giờ bên mình sẽ đi tiến hành độ chiếc máy này lên hai sim. Và khi các dòng Hàn Quốc ấy thì nó sẽ có hai sim bên trong sẵn nó giống bản Việt Nam nhưng mà phần mềm thì nó ẩn một sim đi. Và nhiệm vụ của mình là sẽ kích hoạt cái sim còn lại lên. Và mình sẽ tiếp tục video sau khi mình độ xong. Thì mình đã độ xong cái hai sim cho cái con Note 9 này thì bây giờ máy nó sẽ có hai email nhá Đấy, hai email này và nó sẽ có mục quản lý sim giống như là máy hàng công ty Đấy, kết nối này quản lý sim này nó sẽ có hai sim thì cái máy này khách vừa đỗ xong nên là chưa có mua khay hai sim để lắp sim thứ hai vào và thứ hai nữa là nếu mà ngoài ra các bạn không muốn mua khay hai sim ấy thì các bạn có thể cắt bé sim đi nhét vào khay thẻ nhớ nhưng mà cái cách này thì mình không khuyến khích vì nó cũng không an toàn và mà bỏ ra cái máy đắt tiền như thế này thì mua cái khay sim 100.000 thì nó cũng không đáng bao nhiêu cả thì uh, uh, sau khi máy mà độ hai sim xong ấy thì là sẽ được áp cái bản zoom quốc tế nhá fix full lỗi của Hàn Quốc Đấy, mà Android 9.0 One UI mới nhất Đấy. Uh, mọi thứ đều ok hết uh, bên mình ở ngoài nốt 9 ra thì bên mình còn nhận độ hai sim cho tất cả các dòng Samsung chip Exynos khác như là S9 này, nốt 8, S8, S7, rồi, rồi các dòng Z, dòng A mà sách tay Hàn Quốc hoặc là sách tay của Châu Âu, chip Exynos mà có thể độ lên hai sim được thì bên mình nhận đều nhận độ hết nhá Và ngoài ra bên mình còn có thể hỗ trợ độ từ xa cho anh em thợ hoặc là người dùng mà có kinh nghiệm độ từ xa qua Teamview cũng đều ok. thì để liên hệ bên mình các bạn search đoàn nắp zoom trên Google sẽ ra bên mình đầu tiên à, hoặc là các bạn có thể subscribe lại kênh YouTube của bên mình. Xin chào các bạn.